Chào các bạn nha. Thì hôm nay mình chuẩn bị treo một bức tranh cho khách hàng nha các bạn. Đây là một bức tranh thêu rất là đẹp các bạn và cũng khá lớn nha. Thì hôm nay mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái cách là mình chừa đầu chờ dây điện nha các bạn. Thì bức tranh này là bức tranh có lồng điện LED ở trong các bạn. Thấy ở phía trong này nè các bạn. Đó, xung quanh bức tranh luôn nha các bạn. Nó led chạy xung quanh bức tranh luôn nha. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách mà mình trừ dây điện nha các bạn. Trừ dây điện để mà mình chờ để sau này mình bắt bức tranh mà có lồng đèn led như mình đây trong lắp đây nè các bạn. Để cho nó được dễ dàng và nó được đẹp mắt nha. Đây là cục nguồn của bức tranh này các bạn. Bức tranh này thì nó có cục nguồn và nó có một cái remote đó nha. Đây là cái remote của nó này các bạn. Thì cái remote này nó sẽ điều chỉnh độ sáng và cái chế độ chớp nháy của cái đèn LED ở trong khung nha các bạn. Còn đây là cái khung mà mình chuẩn bị treo bức tranh lên nha. Cái khung này thì được thợ hồ xây âm vô các bạn. Còn đây là cái đầu chờ dây điện mà mình để sẵn để khi mà mình lắp tranh lên các bạn là mình sẽ kết nối vô với lại cục nguồn để cho khi mà mình bật điện thì bức tranh sẽ sáng nha. Thì khi các bạn mà chừa cái đầu chờ giống mình này các bạn, thì các bạn nhớ là chừa một bên hông của bức tranh nha các bạn. Và để khi mình kết nối vô các bạn, thì để mình cho các bạn xem mặt sau của bức tranh này các bạn. Đây, đây là mặt sau của bức tranh nha các bạn. Thì mặt sau của bức tranh thì ở phía bên hông bức tranh các bạn, nó sẽ xung quanh bức tranh luôn các bạn, thì nó sẽ âm vô nha các bạn, sẽ nổi lên nha. Và khi mình chừa điện các bạn thì phía sau này là cái chỗ rất là lý tưởng để mình giấu dây điện nha các bạn. Đó các bạn thấy không? Nó âm vô khoảng 5 phân nha các bạn. Thì đây mình sẽ chừa dây điện như vậy nha các bạn để khi mà mình treo tranh lên các bạn thì cái phần mà bức tranh nó lồi ra các bạn nó sẽ che cổng dây điện của mình nha. Và nó sẽ mình lúc mà mình nhìn trực diện vô các bạn sẽ không thấy dây điện nha các bạn. Thì khi lúc đó thì bức tranh sẽ rất là đẹp nha. Rồi, bây giờ mình mời các bạn cùng xem mình treo bức tranh này lên nha. Thank you.
Rồi, mình đã treo xong bức tranh rồi nè các bạn. Bây giờ mình quay sơ qua cho các bạn xem nha. Đó, các bạn nhìn trực diện vô thấy không các bạn? Mình là mình không hề thấy một cọng dây điện nào lòi ra đâu nha các bạn. Đó. Để mình quay qua bên này cho các bạn xem nha. Đây, bên này nó hở chừng 5 phân nè các bạn. Ở dưới này cũng vậy luôn nha các bạn, hở chừng 5 phân nha. Ở trên này cũng vậy nha các bạn. Ở phía bên này cũng vậy luôn nha. Thì mình cho bức tranh hở đều nha các bạn. Tại cái ô này thợ làm hơi lớn các bạn, cho nên là mình canh cho cái bức tranh nó hở đều các bạn, nó cũng khá lâu nha. Còn phía bên này là dây điện này các bạn. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái ô cắm nha các bạn. Còn phía trên này là cục nguồn của mình này. Đây, cục nguồn của mình đây nha các bạn. Đó. Thì nó sẽ nằm hoàn toàn ở phía sau bức tranh luôn nha, nằm sau cái chỗ mà hở ra các bạn. Còn đây là cái đầu mà để mà điều khiển rừng remote đó các bạn. Mình chỉnh ra phía ngoài để cho remote nó sẽ nhận remote nha. Rồi các bạn thấy không? Mình trừ dây điện là khi khi mà mình nhìn thẳng vô các bạn là không bao giờ thấy cọng dây điện nào lòi ra luôn nha các bạn, rất là đẹp nha. Rồi. Bây giờ mình xin phép tạm dừng video của mình tại đây luôn nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Tạm biệt các bạn.